chiếc xe công lông được chế tại Mỹ Hào. Cực là mạnh các bạn nhé. Chiếc xe được trang bị bên đuôi. Sáng ngày hôm nay hai chiếc xe công lông chiến hết cái đống đất đây các bạn nhé.
xe gầm rất là cao. Ô tô này đóng với giá thành khoảng 100 triệu các bạn. Rất dễ bốc đầu. Xem video nhé. Rồi là review bạn xem cái công trình đây. Hai bác tài xế chạy rất là máu.